Tiếp nối chương trình Những vấn đề quanh ta hôm nay, Thiên Hà xin gửi đến quý khán thính giả bài thời sự của báo Người Việt đăng ngày 7 tháng 2 về việc hơn 5.000 công nhân ở Nghệ An đình công đòi tăng lương ngay sau Tết. Mời quý khán thính giả cùng theo dõi. Hơn 5.000 công nhân ở Nghệ An đình công đòi tăng lương ngay sau Tết. Cho rằng mức lương cơ bản còn thấp trong khi áp lực công việc lại tăng. Hàng ngàn công nhân công ty giày da ở huyện Diễn Châu đồng loạt nghỉ việc đòi quyền lợi. Theo báo Tuổi Trẻ vào sáng ngày 7 tháng 2, hơn 5.000 công nhân công ty Việt Glory ở xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu quay trở lại nhà máy làm việc sau khi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Tuy nhiên, khi công ty xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho công nhân, một số người không vào nhà máy làm việc, kéo theo cả ngàn công nhân khác nghỉ việc theo. Theo một số công nhân, lý do họ nghỉ việc vì hiện tại mức lương cơ bản và phụ cấp thâm niên còn quá thấp so với sức lao động, thu nhập hiện tại không đủ trang trải cho cuộc sống. Chúng tôi nghỉ việc bởi mức lương cơ bản quá thấp. Tổng thu nhập gồm cả tiền tăng ca, phụ cấp chỉ hơn 4 triệu đồng một tháng, trong khi giá cả leo thang. Số tiền này không đủ chi tiêu cho gia đình. Chúng tôi đề nghị công ty xem xét tăng lương cơ bản để bảo đảm cuộc sống của công nhân. Chị PTT, nữ công nhân 32 tuổi, cho biết. Chiều ngày 7 tháng 2, nói với báo Tuổi Trẻ, ông Phạm Đức Cường, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Diễn Châu cho biết, công đoàn huyện đang làm việc với đại diện của công ty Việt Glory sau vụ đình công. Theo ông Cường, sau dịp nghỉ Tết năm trước, tập thể công nhân công ty Việt Glory đã có đơn kiến nghị lên ban giám đốc với 12 nội dung như đề nghị tăng lương hàng năm cho công nhân viên, phụ cấp xăng xe, tiền cơm cho công nhân, làm tăng ca đến 7 giờ tối. Sau đó thì công ty đã bổ sung một số chế độ. Năm ngoái, công ty chưa thành lập tổ chức công đoàn, nên những kiến nghị của công nhân thời điểm đó là xác đáng và công ty đã điều chỉnh bổ sung. Hiện tại chúng tôi đang tập hợp ký ý kiến của các công nhân để công đoàn công ty xem xét. Công ty này là một trong những đơn vị trả lương cao cho người lao động mức trung bình từ 5 cho đến 6 triệu đồng một người một tháng. Ông Cường nói, trước đó vào hôm 11 tháng Giêng, khoảng 3.400 công nhân của công ty Dinsen Việt Nam chi nhánh Long An ở huyện Bến Lức, tỉnh Long An đã đình công tập thể để yêu cầu thông tin chính xác về thời gian cấp tiền hỗ trợ COVID-19 và minh bạch về khoản thưởng Tết cuối năm.